Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của vị tướng Duy. Để xem vị tướng này leo danh có mạnh hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi. Trước tiên là mình sẽ cần phải hỗ trợ cho Ryoma và thịt gấu béo Zuka. Gấu ơi, chạy đâu con sâu? Nào để cho mình đánh bạn vài cái, cứ đánh tường thôi và căn sát tương tung chưa một vào. Ấy, có một mạng chiến công đầu. Thơm ghê. Tính ra để mà pick được vị tướng Duy trong một trận đấu ấy, nó khó khăn lắm. Mình biết là các bạn để lại yêu cầu rất là nhiều, yêu cầu mình làm clip về vị tướng Duy. Mình cũng cảm thấy rất là sốt ruột, bởi vì là ngày hôm nay mới đưa đến cho mọi người được. Khi mà vị tướng này cấm rất nhiều, bị cấm rất nhiều trong đấu danh, mình không pick nổi để làm clip cho mọi người ấy. Đấy, có cơ hội là mình pick và làm clip cho mọi người luôn. Tiếp tục là mình sẽ núp bụi để chờ đợi xem có ai đi qua đây hay không. À, team địch ấy là chủ động à, ăn rồng à. Thôi được rồi, cứ chờ đợi cơ hội đi. Đấy, sau đó làm sao mình sẽ căn thật là chuẩn để có thể tung thẳng Murat. Ui, nó né được kết rồi. Sai quá, thôi anh ơi em xin lỗi. Em có cái chiêu cuối đây bắt làm sao được mình. Vừa xong là hơi bị lỗi các bạn ạ. Ui, thêm cả gấu béo Zuka băng trụ à. Thêm cả Tachi băng trụ vào hết đây. Em có tốc biến nè. Sau đó tung chiêu, gấu béo Zuka chết. Thế vừa xong gấu béo Zuka chết rồi nhá. Cái tội thích băng trụ này. Đấy, dù sao thời điểm đầu game là mình được 2 mạng rồi. Duy là một vị tướng sốc đam rất mạnh nhá. Là một vị tướng cấu diệt từ xa. Cũng có khả năng cấu rìa, cũng có khả năng sốc đam. Nhưng mà các bạn lưu ý là vị tướng này chơi rất khó, chứ không hề đơn giản chút nào đâu. Nó cũng giống như kiểu Natalia ấy. Đấy, chơi cũng rất khó bởi vì kỹ năng vị tướng này là toàn kỹ năng định hướng. Chiêu 1 kỹ năng định hướng, chiêu 2 kỹ năng định hướng, chiêu 3 kỹ năng định hướng. Vậy nên để mà tung được chiêu chuẩn gây rất tương lớn, các bạn sẽ cần phải rèn luyện vị tướng này thường xuyên. Chứ không phải là một sớm một chiều các bạn chơi bừa là các bạn có thể quẩy được tốt vị tướng này đâu. Bây giờ Red định truy sát mình đây này. Đấy, em có cả chiêu cuối đây, từ kích hoạt chiêu cuối. Ấy, bắt làm ra được mình. Cố gắng lên. Ơi, lao reo không giết được kìa. Cứ tưởng lao reo giết được Red cơ. Chiêu 1 và chiêu 2, thật ra thì các bạn nhìn thấy là cái cách sử dụng nó rất là giống nhau. Chiêu 1 các bạn ném ra, chiêu 2 các bạn ném ra thì nó cũng rất giống nhau. Nhưng mà nó chỉ khác nhau ở cái điểm đó là các bạn sẽ có cái phạm vi ấy. Ví dụ chiêu 1 các bạn ném ra thì nó sẽ ném gần. Các bạn ném chiêu 2 thì tung chiêu nó sẽ xa hơn. Đấy, và thường thường combo của vị tướng này các bạn cần phải cường hóa kỹ năng thì nó sẽ ném rất là đau nhá. Như các bạn cũng quan sát thì mình chơi vị tướng này với phong cách là lúc nào mình cũng tích được một điểm vạch trăng trắng rồi. Lúc nào cũng tích trước một điểm, sau đó vào ra tranh các bạn cứ tung chiêu 2 hai lần thôi. Đấy, để có thể cấu rìa đối phương tốt. Đây là một cái mẹo nhá, mình là mình chia sẻ thật lòng. Bây giờ tiếp tục mình di chuyển dần xuống đường dưới xem là có bắt được cái gì không. Khi mà gấu béo Zuka không còn quá nhiều máu đây này, cứ cấu rìa gấu béo Zuka thôi. Đó, có xíu máu. Hay quá Vanen ơi. Thế là mình có được một mạng hỗ trợ. Lúc nào mình cũng tung chiêu 1 trước. Trước khi vào giao tranh là cứ tung chiêu 1 trước để tích được một điểm. Sau đó bước vào giao tranh thì mình sẽ tung chiêu 2 hai lần. Bởi vì khi mà các bạn tích được hai điểm, các bạn sẽ được cường hóa kỹ năng là tung thêm một lần nữa mà. Và các bạn sẽ gây sát thương được rất đau. Đấy, căn làm sao được chuẩn để có thể gây sát thương lớn nhá. Bởi vì ấy, khi mà các bạn ném ra như kiểu cái ném quạt ra chẳng hạn, thì nó sẽ, nếu như là các bạn ném trúng đối phương ở cái điểm cắt giao nhau, à, cái điểm treo chéo cắt giao nhau ấy, thì các bạn sẽ gây sát thương rất là nhiều. Lưu ý với mình cái điều này để có thể căn và gây sát thương. Tìm lại đánh nhau gắt quá nhở. Tờ chào mình. Mình sẽ giữ vị trí sau đó tung kỹ năng vào. Ấy, có mạng ngay các bạn ơi. Thật ra khi mà các bạn mà tung được chiêu 2 hai lần vào đối phương, mình chắc chắn một điều các bạn sẽ lấy được hơn nửa cái máu của đối phương nhá. Đấy,
chứ không hề ít một chút nào đâu. Murat à, chiều cuối này Murat còn xíu máu bỏ về luôn. Trong khoảng thời gian này mới là thời điểm đầu game thôi, thì cũng hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian để có thể ủng hộ mình bằng cách cho mình xin một nút like. Và ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Không biết là Rat đã về ấy chưa, nhà đang có ta chi này. Đầu đội của mình đâu hết rồi. Để mình giữ vị trí, mình cấu dẻo. Ôi, Violet tung kỹ năng chuẩn Violet. Úi ôi, gần chết các bạn ơi. Các bạn thấy khả năng xúc đam chưa? Vừa xong mình tung một cái Violet mất hơn nửa cây máu luôn. Bây giờ tiếp tục nha. Mình sẽ căn chuẩn để ném thẳng vào Tachi. Tachi ơi, mình căn đi nè. Tung cho ai? Úi, có mạng luôn, 175 vàng. Hiện tại đã được 4 mạng rồi. Red làm sao bắt được mình? Thôi nha, bây giờ mình sẽ quay trở lại với khu vực đường giữa này. Không về nhanh là gấu béo Zuka nó sẽ lấy được cái trụ ngay. Ôi, cô cả Rat luôn các bạn ạ. Nào team bạn ơi, đừng lấy trụ của mình. Tu kỹ năng cấu gì ạ? Đó, ui, Rat dồn đam mình à. Chưa một rồi chưa cuối, có mạng ngay. Nhờn. Thôi yếu máu mình về đây. Tranh thủ trong khoảng thời gian này thì mình sẽ trình bày qua cho người về build đồ dành cho vị tướng Duy nhá. Trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên đó là trang bị giày, giảm thời gian hồi chiêu. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là trượng bùng nổ, rồi đến vương miện Namek, rồi đến trượng vốn mang quả cầu bất tử, rồi trang bị cuối cùng sẽ là sách thánh. Đây là build đồ các bạn có thể áp dụng theo. Thật ra thì khi mà tung xong kỹ năng của Zoe thì thời gian hồi chiêu nó rất lâu. Đấy là lý do tại sao mình lên cái giày giảm thời gian hồi chiêu. Đấy, toàn 9 giây với 6 giây, 5 giây mới hồi thôi các bạn ạ. Toàn 9 giây, 6 giây, 7 giây nó hồi thôi. Thế nên là thời gian hồi chiêu rất lâu. Đấy là lý do tại sao mình lên giày giảm thời gian hồi chiêu. Tachi ơi, ơ tưởng Tachi bắt mình cơ. Các bạn lưu ý nha, Zoe thì cũng mạnh, nhưng mà nó cũng có một cái điểm yếu các bạn ạ. Vị tướng nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu mà. Lát nữa thì mình sẽ trình bày sao cho người về điểm yếu Zoe. Còn bây giờ mình sẽ cần phải hỗ trợ đồng đội. Trước tiên là cái nút bụi để chờ đợi xem. Đây rồi, Murat đây rồi các bạn nhìn nhá. Nhìn này, mình tung cho ai hai lần. Ui, gần chết luôn, sốc đam cực kỳ mạnh. Nhưng rất đáng tiếc là mình thiếu may mắn, chứ không quả đấy mình có mạng của Murat rồi. Sốc đam rất mạnh, rất bá đạo. Thôi nha, quên đi cái chuyện buồn. Còn bây giờ mình sẽ tập trung vào trận đấu này để có thể là căn cái chiêu hai chuẩn ném mặt đối phương. Đấy, à, Rat dồn đam mình à. Em có chiêu cuối, kích quạt chiêu cuối, bắt làm sao được mình. Đấy, các bạn thấy vừa xong là mình bị áp sát. Và cái điểm yếu của Jay đó là bị đối phương áp sát thì Jay rất là khó để có thể gây được sát thương lớn nhá. Bởi vì chiêu 1, chiêu 2 của Jay là kỹ năng ném cấu diệt từ xa mà. Đối phương áp sát các bạn rất là khó để gây được sát thương hiệu quả. Vậy nên chiêu cuối của Jay nó sinh ra là để phục vụ mục đích. Các bạn bị áp sát, các bạn kích quạt chiêu cuối để đẩy đối phương ra xa. Ngoài ra các bạn sẽ nhảy lùi về phía sau. Đấy, đấy là cái cơ chế đến từ chiêu cuối. Vậy nên đừng sử dụng chiêu cuối bừa bãi. Các bạn đã tiếp tục giữ vị trí, ném chiêu 2 hai lần để xem. Ui, Violet gần chết luôn. Đã mắt ghê. Thật ra thì mình tung kỹ năng vào ăn được mạng thì tốt, mà không ăn được mạng thì cũng là cấu rỉa máu đối phương để cho đồng đội của mình tiêu diệt được rất nhiều người rồi, chứ không phải là công cốc được các bạn ạ. Mình tung kỹ năng thứ nhất là để cho đối phương sợ. Cái thứ hai, nếu như may mắn là mình ăn được mạng, còn không thì cấu rỉa máu để cho đồng đội của mình ăn mạng thì nó cũng là cái điểm lợi thôi, chứ không có phí phạm đâu nhá. Cho đến thời điểm hiện tại thì mình biết được rằng đã có rất là nhiều bạn bét vì tướng Duy này rồi. Còn nếu như các bạn thấy mình tung cái năng mù mắt quá thì mong các bạn thông cảm. Bản thân của mình không phải là người bét Duy. Mình rất là ít cơ hội để có thể tiếp xúc và nói chung là quẩy vì tướng này thì bản thân của mình ít cơ hội lắm. Lý do vì tướng này bị cấm liên tục, và ngoài ra thì mình cũng phải dành thời gian để làm clip về các vị tướng khác nữa. Đấy, thế nên là nếu như mình tung kỹ năng mù mắt quá các bạn thông cảm nhá. Sát thương chủ yếu là nếu như là tung cái chiêu 2 và 2 lần vào đối phương ấy thì nó rơi khoảng tầm 3.000 đam phép, và mỗi lần tung như vậy thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 6.000 đam phép. Bởi vì chiêu 2 lần thứ nhất và chiêu 2 lần thứ hai nó cộng dồn vào mà, rất là thốn luôn. Nào giữ vị trí tung. Úi, chúng được ta chỉ còn xíu máu đây này. Chả nhẽ không giết được ta chi mà bây giờ team bạn có cả Rat thế này, thôi sao rồi, vĩnh biệt Van Hên. Bây giờ nó truy sát cả mình luôn. Bắt em đi, em còn chiêu cuối đây, làm sao bắt được mình. Nói chung là không tiếc. Mình có cơ hội là nếu như gặp mình gặp nguy hiểm là mình kích quạt chiêu cuối mình chạy, chứ mình không tiếc làm gì. Để mình di chuyển dần ra hỗ trợ cho Ryoma. Có vẻ như là team địch kéo lên đây rất đông các bạn ơi. Thế nên là giữ vị trí, sau đó là tung chiêu ai chuẩn này. Đấy, bù mắt quá chiêu cuối. Ui, chiêu cuối cũng chặt trúng luôn các bạn ạ. Vừa xong thì chủ động núp bụi mà không ăn được cây mạng nào. Ngoài ra Ryoma team mình thì lại còn bị chấm dứt. Đấy, Tachi truy sát mình à.
Ryoma đang trách đẩy nó vô chi, mình có đẩy đâu. Chiêu cuối cùng mình có đâu có trúng. Thôi thôi em có tốc biến. Thôi ta cho em cái đi. Ui ui, thế này thì nữa làm sao nổi. Không chạy nổi các bạn ạ. Ryoma lúc chết là bạn ấy trách mình là tại vì sao đẩy nó vô chi. Nhưng mà tại sao, nhưng mà lúc đấy mình kích quạt chiêu cuối không trúng đối phương. Mình đâu có đẩy đâu. Trận đấu này rất là cân bằng nhá. Mặc dù là team mình hơn mạng nhưng mà combat lần nào cả hai bên cũng bị chịu tổn thất. Khó khăn ra phết. Đấy qua thì team mình có rất là nhiều lượng sắt tương phép. Ở đây thì Van lên team mình có lên phép này. Đấy, mình thì rơi lên phép rồi lao đeo là cũng phép luôn. Team thì rất là nhiều lượng sắt tương phép. Thế này team địch là lên cái kháng phép là team mình toang ngay. Không biết bây giờ mình di chuyển dần ra thì không biết là có bắt được Tachi hay không. Hiện tại thì bản thân của mình tích được một điểm sẵn rồi nhá. Bây giờ chỉ cần căn cái châu ai chuẩn và tung châu ai hai lần thôi. Úi, có mạng chấm dứt ngay. Đấy, các bạn thấy là khả năng gây sát thương rất lớn. Nếu như các bạn nào còn ý tưởng gì ấy thì nhớ để lại comment bên dưới nha. Mình sẽ thực hiện theo cầu của các bạn khán giả. Đấy, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ để lại comment bên dưới với hoặc là để một dấu chấm, một dấu phẩy để giúp cho kênh YouTube của mình tăng thêm tương tác. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Trời ơi, thì mình hổ báo ghê. Ai đang có rat định áp sát đây này. Cứ tung kỹ năng bừa vào đi. Mỗi tuần là không có được mạng nào cả. Đồng đội của mình lại chết hết rồi. Trời đất ơi. Các bạn nào chưa lên được danh cao thủ thì cố gắng cày thật là nhanh nhá. Chưa lên được danh chiến tướng cày là thật là nhanh vào. Bởi vì là thông tin update thì cũng đã có sự thay đổi rồi. Theo như thông tin update thì chúng ta sẽ có một phiên bản update cực kỳ lớn được diễn ra vào ngày 25 tháng 4 các bạn ạ. Đấy, sát với ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 thì chúng ta 25 tháng 4 khả năng cao sẽ được update phiên bản mới, và ngoài ra thì cũng sắp sửa reset danh. Thế nên là các bạn cố gắng cày thật là nhanh đi. Với sự điều chỉnh thì mình sẽ đưa đến cho mọi người sau về các vị tướng nha. Nói chung là có nhiều tướng thay đổi lắm. Thay đổi kể cả về ngoại hình này, thay đổi về sức mạnh này, ngoài ra thay đổi về chiến trường luôn, thay đổi nhiều lắm các bạn ơi. Ơ kìa, Murat chết rồi à. Để mà nói thì cách combo của vị tướng Duê thì có rất là nhiều kiểu combo nhá. Trước tiên là các bạn nhìn thấy là mình đang tích được một điểm rồi. Bây giờ mình sẽ kích quạt chiêu cuối này, sau đó kích quạt chiêu 2 hai lần. Đấy, ủi, gần chết rát luôn. Đây là cách combo để có thể tiếp cận đối phương thật là nhanh. Bởi vì nếu như mình không kích quạt chiêu cuối để có thể là áp sát đối phương ấy, rút ngắn khoảng cách đến đối phương, thì cái chiêu 2 của mình không đủ tầm. Thế là vừa xong combo của mình, suýt nữa thì mình có được một mạng rồi. Để cho mọi người xem qua để trầm trồ, nhưng hơi đáng tiếc các bạn ạ. Thôi không sao, team vẫn đánh nhau, mình vẫn giữ vị trí được. Đấy, không ai bắt mình là mình tung kỹ năng vào hỗ trợ thôi. Ôi rồi, Mina cố gắng mạnh quá, Mina chưa chết. Trận đấu này mình không muốn kéo dài ra đâu. Không phải là vì team mình yếu mà là vì điện thoại của mình sắp sập nguồn rồi các bạn ạ. Sắp hết pin rồi. Mình lười cắm sạc quá, thế nên điện thoại của mình sắp sập nguồn rồi. Sắp sập nguồn đến nơi rồi. Thế nên là mình không muốn kéo dài trận đấu ra quá lâu nhá. Nhiều bạn thì cứ nói mỗi lần mình làm clip thì hầu hết điện thoại toàn hết pin. Thực chất là mình ít khi mình sạc điện thoại đầy pin lắm. Kiểu như là cứ sạc được một lúc xong rồi mình lại lôi điện thoại ra mình chơi game, mình lại quay clip cho mọi người. Thế nên là ít khi mình sạc, mà hầu hết lắm lúc mình cũng không sạc qua đêm. Sạc qua đêm thì nó cũng ảnh hưởng, nó cũng khiến cho máy điện thoại của mình nó nhanh bị xuống cấp ấy. Đấy là lý do tại sao mà mình ít khi mình sạc qua đêm. Từ từ team ơi, thiếu mình. Rồi khó ép trụ dã man, Ryoma thì chết rồi. Không chờ mình gì cả. Thôi thì bây giờ mình sẽ giữ vị trí quang châu ai. Ui, Violet còn xíu máu mà thôi. Để mình tiếp cận và thịt tôi Murat. Murat bốc cơi này. Bây giờ còn một mình Red thì mình sẽ cố gắng đầu tư tốc biến lên tung châu ai. Ấy, có quả cầu bất tử. Ôi, nó vẫn chạy được các bạn ạ. Giá như vừa xong là Red không có quả cầu bất tử là mình sẽ có mạng quét sạch. Hiện tại là hơn 14 phút đồng hồ rồi. Team mình vẫn chưa thể lấy được đường lính xuống cấp. Thì khả năng cao team mình sẽ cần phải kéo dài để có thể ăn được cái con Seiza bạo chúa. Bởi vì Seiza bạo chúa cũng sắp xuất hiện rồi. 15 phút thôi. Có bùa xanh thì cướp luôn. Lao đeo cứ vào ăn đi, yên tâm mình hỗ trợ bàn cho. Tung kỹ năng. Ui, rát chết luôn các bạn ơi. Mỗi tuần cái mạng này không của mình, không phải của mình. Nào nào, để cho mình xử lý gấu béo Zuka. Chiêu cuối để tiếp cận chiêu 2. Ừ, nó chạy nhanh dã man các bạn ạ. Mặc dù mình cũng đã tung combo là chiêu cuối để tiếp cận rồi, tung chiêu 2 rồi mà không trúng. Khó quá nhở. Tiếp tục giữ vị trí nha, tung kỹ năng vào này. Ấy, có mạng hỗ trợ tiếp, khoán mạng quá đi.
Cảm giác tầm này mình khó ăn mạng quá, chắc là do thiếu may mắn đấy. Mặc dù tung kỹ năng lắm lúc cũng chuẩn, nhưng mà không đủ sát thương để chấm dứt được đối phương. Hiện tại thì cũng qua 15 phút đồng hồ rồi nhá. Bây giờ chúng ta có sự xuất hiện của Seiza Bạo Chúa rồi. Nhưng mà bây giờ để mang được Seiza Bạo Chúa thì mình cần phải đủ người cơ. Có vẻ Ryoma gặp nguy hiểm, từ từ để mình ra hỗ trợ cho Ryoma phát. Ryoma mình tới đây. Ui, có hai người, trước tiên là giữ khoảng cách của Tung Châu Ai vào. Có mạng của bé Zuka. Đến vét mạng kịp thời. Cố gắng đánh nhanh nha, chứ không là sập người một cái là công cốc luôn các bạn ạ. Mình đang quan sát qua thấy Vanen một mình cân Seiza. Ui là trời, một mình Vanen tấn công Seiza. Bây giờ ăn Seiza phải đủ người thì mới đánh được, chứ con Seiza bây giờ nó khác với Seiza của ngày xưa lắm. Ngày xưa chúng ta có thể một mình cân kinh công hoặc là Seiza thì nó cũng đơn giản. Nhưng bây giờ một mình cân Seiza thì nó hơi bị lâu. Seiza này là Seiza Bạo Chúa. Đấy, team mình là 3 người quay. 3 người quay thì ăn cũng rất nhanh thôi, team địch không ra cướp. Ok, vậy là team mình có được Seiza rồi, hiện tại mình cũng lên được cái sách thánh rồi nhá. Lượng sát thương phép của mình bây giờ rất lớn các bạn ạ. Nói chung khi mà có Seiza chúng ta dễ dàng ép hơn. Và cần phải chờ đợi Seiza. Tầm này nếu như team mình bắt lẻ được đối phương thì tuyệt vời. 3 với 7 sẽ lại 3 với 7 là sao? Mình không hiểu ý của Tachi các bạn ạ. Team địch toàn lên kháng phép tôi. Murat huân chương choi. Ui dồi ôi, Tachi huân chương choi, Valet huân chương choi. Toàn huân chương choi thế này. Mình đâu đến nỗi đáng sợ. Thôi thì cứ tung kỹ năng vào. Ui, Violet gần chết kìa. Bảo sao mà lên huân chương choi sau khi mình tung kỹ năng là gần chết chạy về mách mẹ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ép đường lý siêu cấp nhá. Team mình chỉ việc hổ bá vào thôi, mình giữ vị trí là mình có kỹ năng mình tung vào. Ok, vậy là có đường lý siêu cấp đầu tiên rồi. Trước khi kết thúc trận đấu này, hy vọng rằng có thể ăn được 2 mạng để có thể tròn 10 mạng các bạn ạ. Gấu béo Zuka này. Gấu béo Zuka cũng chết, bây giờ team địch chỉ còn 2 người. Cho mình xin một mạng cái coi. Đấy, có một mạng rồi, 9 mạng nhưng rất đáng tiếc không có mạng thứ 10 các bạn ạ. Giờ chắc chắn là một điều là Violet không dám ra đâu. Team địch là bất lực hoàn toàn đấy. Một mình Violet thì không thể thủ được nhà. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye.